Trong tương lai gần, cuộc bầu cử Hạ viện Séc dự kiến sẽ tập trung vào một chủ đề quan trọng, việc gia nhập khu vực sử dụng đồng euro, Eurozone, và thay thế đồng nội tệ bằng đồng euro. Đây là một trong những vấn đề nổi lên từ cuộc tranh luận và đang thu hút sự chú ý của cả báo chí và dư luận Séc. Tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ liên minh gồm 5 đảng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Petr Fiala vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về mục tiêu này. Phát ngôn viên Đảng Dân Chủ Công dân, ODS, ông Jakub Skajva, đã chia sẻ rằng việc gia nhập Eurozone không nằm trong tầm ngắm của chính phủ Séc hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng, mục tiêu hàng đầu của chính phủ Petr Fiala chú trọng vào việc xây dựng một nền tài chính công mạnh mẽ và hiệu quả. Điều này cũng là điều kiện tiên quyết để đưa đồng euro vào lưu hành tại Séc. Mặc dù chưa đưa ra mục tiêu cụ thể về việc gia nhập Eurozone, ODS vẫn tiến hành các cuộc thảo luận kỹ lưỡng về chủ đề này. Theo ông Skajva, hiện có những lập luận hợp lý từ cả phía người ủng hộ và phản đối, và việc quyết định về vấn đề này sẽ đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đối với đảng Top 09 và Stan 2 đối tác chính trong chính phủ Liên minh Séc, việc gia nhập Eurozone đang nhận được sự ủng hộ. Nghị sĩ Miloš Novi của đảng Top 09 cho biết đảng này đặt mục tiêu đưa Séc gia nhập Eurozone vào năm 2030. Ông nhấn mạnh rằng việc này có thể giúp giảm bớt chi phí phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp Séc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong tương lai. Trong bối cảnh sự phân hóa quan điểm giữa các đảng và dư luận về việc sử dụng đồng euro, cuộc bầu cử Hạ viện Séc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hướng phát triển kinh tế và tài chính của đất nước trong thời gian tới.